Bữa nay hai vợ chồng Thảo lái xe đi nửa tiếng mua cây bơ lùng với lại cây quýt, rồi chia sẻ với bà con cô bác trồng các loại cây nhiệt đới ở miền Bắc California. Mùa năm rồi á, lạnh quá có chết hay không ha. Giờ cùng làm vườn chung với gia đình Thảo nha. Bữa nay đi lên Fremont, đi ra chợ trời á, mua cây thì có mấy cây bự quá người ta không có chở ra chợ trời, cái đi lên Fremont nè, đi ngang ngay chỗ này là hãng xe Tesla, thấy chở quá chạy xe luôn nè. Hai vợ chồng đi giờ cao điểm hơi kẹt xe mà cũng tới nơi rồi. Thì bữa nay Thái muốn đi đặt cây bơ nè, thì cây bơ này là bơ lùng. Được Thái ơi, cây bơ này về bỏ vô có bông liền á. Được đó ha, bông quá trời luôn. Ôi bơ lùng á, bà con cô bác nó không có cao mà có bông mà. Chưa đủ khá đủ đúng không em? Nhưng bông bông nhiều nè. Hơi nhỏ. Thì mình đi gửi bác ơi, bác chịu không? Chỉ kêu mua nào cho chị cũng được á. Đi lên chở cây bơ rồi chị tặng cho cái này để trồng sen đá. Chị nói ông xã chị làm phải không ba? À, nhà chị ở trên đâu? Ở trên cái này gọi là Fremont. Ý, có cái bông gì đẹp á nha. Đẹp quá ha. Oh, thank you. Chị tặng cho cái cây này nè, tại Thảo hay quay video cho chị đó. À, rồi vợ chồng chị nói là tuần sau có nhãn bà con cô bác. Đem ra chợ trời luôn á, bà con cô bác nào có mua nhãn thì ra mua nha. Thì chị nói vậy thôi, cái Thảo hỏi giá nhiều, chị nói chưa biết. Chị cũng biết người Việt mình thích cái gì á ha. À, miễn sao chị bán rẻ cho cộng đồng là được rồi. Chứ mình trồng mà mắc quá đó thì mình mua cũng giống như mình cũng ngại túi tiền ha. Giờ cái Thảo mua được cây bơ nè, cây bơ rồi cây quýt nè. Cây quýt này thì mua cho chị bạn đó, chị bạn nhờ mua giùm á, cái mua cho chị bạn chạy lên tới đây mua luôn. Thảo thấy cây bông này đẹp, Thảo chỉ tự nhiên chỉ tặng cho Thảo luôn. Giờ đợi Thái vô lấy cây bơ nè, cây bơ lùng 90 đô một cây, cây quýt thì 70. Tặng cho Thảo cái để trồng sen đá với cái bông này. Nổi không Thái? Nặng đó Thái ơi. Ôi, không có cái đồ đẩy ha. Gia đình cứ đi mua cây hoài, cái mấy cô, mấy chú đồ, mấy em nói là thôi đi mua nhà mới luôn đi, ở ngoài vùng ven á có nhiều đất rồi trồng. Thảo nói để Thảo mua giấy số. Giờ Thái giờ thích đi mua cây lắm, cây bơ á bà con cô bác ăn tốt sức khỏe lắm. Mà giờ Thảo chưa có chỗ trồng thì Thảo trồng trong chậu trước. Rồi chừng nào có chỗ hết trồng nó xuống đất. Để đi mua giấy số, quan trọng là muốn trúng số phải mua giấy số. À, chạy về một chút đi đổ xăng mua số bà con. Nghe chỗ cây xăng hay có bán giấy số lắm. Thảo nói giỡn thôi, tại vì gia đình Thảo không muốn góp hoài á. Mình cứ góp nhà hoài mệt. Mua cũng được mà góp cái mình phải đi làm hoài đang góp suốt cuộc đời. Góp thiếu nợ. Nên muốn thư thả thanh thản, vợ chồng nó không chậu thôi. Ở đây cách San Jose á khoảng 20 cây số, mười mấy mile. Rồi lái xe đi không kẹt xe thì chừng 20-30 phút thôi. Còn lái kẹt xe thì lâu hơn chút. Khu này thì nhiệt độ nó ổn hơn. Giống như San Jose ở dưới thung lũng, còn này ở trên vùng bằng phẳng gần núi á. Không phải dưới thung lũng thì nó không có nóng lạnh thay đổi nhiều. Cũng lạnh nhưng mà không có xuống lên giữa nóng và lạnh nhiều như ở San Jose. Đi mua cái cây á về á kẹt xe quá trời bà con. Nó 10 phút rồi chưa đi xuống được từ cái freeway này đi xuống cái freeway khác á. Cứ chạy cà nhích nó một cái đường dài vậy mà 10 phút. Chưa ra được, ở dưới freeway khác nó lên nữa. Như nhập lên, nhập vô cái chỗ khác á, đông đúc. Ở chỗ này nó xẹt ngang à mà nó làm vậy.
còn chỗ này để đi xuống, chỗ kia để đi lên đó. Kẹt quá, giờ cao điểm một đứa xuống một đứa lên, thành ra kẹt cứng luôn. Đây một đường giờ đi làm về nè đó, mình giờ mình xuống đó đó, kẹt xe ở Mỹ mấy giờ đi làm về, đã làm ra mệt mỏi rồi còn chạy nối đuôi nhau vậy nè bà con. Tại ở San Jose á, mấy cái đường giờ khó mở nữa lắm, mấy cái đường đi vô về San Jose á giống như nó đã định hình nhà cửa rồi vậy, rồi khó mở ra được nữa. Ghê chưa, 15 phút mới đi qua được có cái cầu thôi, để dòng xuống đường về nhà. Đi chở có cái cây hết 2 tiếng đồng hồ, tại vì á đáng lẽ đi buổi sáng cũng không đến nỗi lâu vậy, mà chỉ hẹn chiều nay nè, mình thích cây á mình đi, mê cây nên mình đi lấy ngay lúc giờ cao điểm chứ quên vụ đó. Nó chứ chỉ đi làm, chỉ đi bán ngoài trời xong về đi làm nữa, nên phải lên lấy. Chỉ cho cái bông gì để xe thơm quá, nghe mùi thơm thấy thơm với sao. Cái thùng đó giờ mình cắt bỏ ha, mình kéo ra thì cắt bỏ đi thấy rồi. Cái lỗ này Tháo định trồng cây quýt nè, nhưng mà cây quýt nó chưa có được trồng xuống thì cây bơ nó thích hợp hơn. Giờ trồng cây bơ xuống đây, tại cây bơ thì mình chưa có và lại ăn ngon. Hồi xưa có một cây mà nó bị chết rồi, giờ thế cây này vô đó, cắt cái chậu bỏ luôn thấy rồi. Giờ cắt cái đít trước đi rồi đem xuống đây, để nó xuống đây rồi mình cắt ngang được không. Giờ cắt cái đít chậu bỏ chơi, kéo không nổi không. Thái bỏ cây xuống, cây được lắm. Mà chỗ này á đào lên đống đá vậy nè bà con cô bác. Hồi bữa hổm đào rồi mà chưa có đào sâu, tại cái này sâu cái đào lên đống đá luôn. Hồi xưa cái chỗ này là hồ bơi, đào sâu sâu xuống trồng cho, với lại bỏ nhiều rác nhà bếp ủ xong ở dưới, trộn đất đồ tơi xốp nữa. Lấy ra khỏi cái chậu rồi nè, cây bơ á rễ nhiều lắm, giờ xuống là bắt đầu có đất của mình tơi xốp á, là mấy cái trái này sẽ đậu nè. Quá trời bông ha, đẹp ghê. Không, đào chút xíu nữa không? Không đào chút xíu nữa đâu, coi vậy chứ cái sâu lắm á. Đổ nó chưa đủ cái sâu đâu. Đắp lên rồi, mấy mốt mấy cái rau á nó sẽ lún xuống. Thấy cứ sợ không sâu không à. Được. Chiều tà hay trồng cây. Để ông Thái lấy thùng nước lại tưới nè, xong rồi Thái mở mấy cái cọng dây lên luôn nha. Rồi trồng xong rồi tưới luôn. Thảo trồng lại luống cải. Bữa trước thì làm định để một cái thùng tròn vô á cho cái cây cao lên, mà thôi Thái nói hỏi làm vậy đi, tưới ngay giữa cây bơ đi Thái, phía giữa cây. Thảo trồng đất tơi xốp lắm, xuống chưa có bỏ phân gì á, vậy đó, cho đất potting mix trộn với đất gàn xôi, rồi cho mớ đất rác ủ nhà bếp nữa, xong đó, 2 ngày tưới 1 lần, tưới vừa đủ vậy thôi là nó khỏe. Chừng tháng nữa, 2 tháng nữa mới cho thêm đất rồi cho thêm mấy cái chất dinh dưỡng khác. Ông xã trồng cây bơ chỗ này rồi á thì Thảo phải kiếm chỗ để trồng cây quýt. Đi ra ngoài đây, bữa nay thì cherry á, đậu trái nhiều lắm. Khu này á, là hướng đông á, Thảo không có trồng cái cây cao, Thảo trồng cây thấp nè. Cây này cây nho hơn gỗ. Rồi Thảo trồng cây quýt chỗ này. Tại vì á, khu này á, là mấy cái cây á, mùa đông không có trái đẹp, rụng lá hết trơn. Để cây quýt này vô đây ha.
cây quýt này cũng không có cao lắm đâu, nó cao vừa vừa thôi. Quan trọng là hả, nó lên nhánh thì Thảo cắt bỏ, trồng cây quýt chỗ này luôn. Còn cherry nè, cái này là trái hình trái tim nha, gần cuối tháng 4 rồi mới ra bông nè, ngọt ngon lắm, giòn lắm, cherry hình trái tim. Còn bên đây á, là cherry đã đậu trái rồi luôn, đậu nhiều lắm đó. Bà con thấy không, trái quá trời luôn ha, trái nhỏ 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 nhỏ. Ở bên đây là cherry nó đỏ thẫm, trái bự bự, cứng, giòn, trái chùm chùm luôn á. Khi cây mà ra trái á, cái mình bỏ đất tơi xốp nè, potting mix á, rồi tưới nước, cho bone meal vô nữa, chừng 2 muỗng ăn cơm ha, cho có dinh dưỡng ở trong đất á, thì cherry đậu quá trời luôn nè, nhanh lắm, 2 tháng nữa chín rồi. Trái nhiều ha, nếu nó không đậu á, thì nó không có lớn lên, cái trái nó nhỏ nhỏ rồi rụng mà, còn này đậu à, trái bự bự lên hết này, hai nguyên chùm luôn, trời thấy cưng dễ sợ luôn không. Mốt ở chùm này đỏ tươi đẹp lắm. Bữa nào á, Thảo làm video á, chia sẻ với bà con cô bác ở miền Bắc California mà từng dùng á, trồng được cây nhiệt đới, khu nào trồng được, khu nào không, những cái cây gì có thể trồng được, những cái gì không, để bà con mua á, tốn tiền chết đó, mùa đông nó chết uổng lắm ha. Bữa nào Thảo với mấy chị bạn ở trong nhóm á, quay chia sẻ với bà con cô bác nha, để cho bà con cô bác trồng cây có kết quả. Như giờ Thảo thấy là mấy cái cây nào á, thuận theo tự nhiên mình trồng. Cái khu này lạnh thì mình trồng bơ đi, có bơ ăn ha. Rồi trồng quýt nè, cam, mấy cái loại lá dày, lá dầu, mùa đông không rụng lá, có trái, mình cái vườn đẹp nữa. Còn mình cố gắng mình trồng cây nhiệt đới, cái năm nào lạnh quá như năm nay à, nhiều nhà chết lắm, chết lần cây mấy trăm mấy ngàn đô, mua cây mấy trăm đô mấy ngàn đô. Nên mình trồng á, mình cứ trồng theo thuận theo tự nhiên ha. Xứ ôn đới mình trồng cây ôn đới, trong vườn cũng có thu hoạch ăn. Còn cây nhiệt đới thì mình nghiên cứu. Miền Bắc California mùa đông lạnh thất thường, có khu rất là lạnh, thì mình phải làm sao để cho cây nhiệt đới nó sống. Thì video tới Thảo sẽ chia sẻ với bà con cô bác nha. Rồi video bữa nay thì Thảo đi mua bơ với trồng bơ đó, thuận theo tự nhiên có bơ ăn. Cây này cũng thuận ở đây nè, sống được lắm, mọc cây con nhiều ở dưới luôn. Cái chỗ Thảo mới trồng cây quýt xuống á, là bữa để cây quýt khác. Đây là cây quýt Kitsu nè, cây quýt của Nhật á, trái nhỏ nhỏ, cây Thảo đem ra trước trồng luôn. Tại vì cây này á, đem ra dễ lắm, là trước đây Thảo trồng trong cái chậu nè, cái chậu có cắt cái đáy, cái đem nguyên cái chậu đi thôi. Thương cái cây này lắm, hồi bữa giờ mua về chừng 2 tháng à, mà giờ chỗ 3 lần. Mà không sao, trong cái chậu mình cứ đẩy đi vậy thôi à. Cây này rất là ngọt, ngon, không có hạt, mấy em nhỏ rất là thích. Còn nho nè, nho cái vàng này có nhánh nho ở dưới nhỏ, còn ở trên đó bông nhiều lắm luôn rồi. Cây nho này Thảo trồng 1,5 năm á. Bên kia là cây đào đu nớt. Trái này ăn ngọt thanh giòn lắm, mà mình đừng có để cho nó chín ăn nha, nó sẽ mềm lắm. Trái này vừa chín là mình hái đi, vừa già hái ăn giòn, giống như là tóc ổi mía ghim vậy đó. Giòn, giòn ngon lắm, trái nhiều nè. Một nhánh vậy á, mấy chục trái luôn nè. Một cây hái mùa cả ngàn trái à. Thảo thấy á, quýt ăn ngon, mà mùa đông á, có trái đẹp nữa, quýt cam, chanh, bưởi đó, mấy cái loại này nè có trái vào mùa đông cho khu vườn đẹp ha. Thảo mua mấy cây là có bông luôn rồi, về có trái à, chứ mình mua cây nhỏ nhỏ quá trồng lâu lắm, Thảo không thích đợi. Còn cây này là cây táo, cây táo có 8 loại trái ở trong đó, 2, 4, 6 loại à, trời nó thách dữ. 6 nhánh chia ra là 6 loại trái ha. Có bông hết trơn luôn.
Cây này là cây nó cũng lùng lùng vậy đó, nó không lớn. Tại vì cái khu vườn đây nó chật quá, Thảo không muốn trồng cây bự, lựa mấy cây lùng á. Còn cây này cây nhãn, Thảo thấy thì có hai người bạn trồng được nhãn có trái ở đây rồi, mà Thảo không biết cây nhiệt đới á, khi mà trồng ở đây tới mùa lạnh thì cái trái nó có nhiều cơm hay không, tại Thảo chưa xin nhãn của bạn ăn. Còn cây này thì Thảo để ngoài lạnh đại nè, nó cũng sống. Cái nhãn của nhà Thảo nè. Mình mua mấy cây nhiệt đới mắc tiền á, cái mùa đông lạnh sợ chết, cái lấy bao trùm lại cho ấm. Nhưng mà không đúng bà con cô bác ơi. Trùm lại giấc trưa nóng quá giống như là nướng nó vậy đó. Rồi tối thì lạnh quá, nó cũng giữ cái lạnh ở trong cái bịch trùm luôn. Nên tốt nhất là mình đừng có trùm, mà mình để nó trong cái nhà có mái che đó. Hoặc là nếu mà mình trồng ngoài trời rồi mình lấy cái dù mình che đó ha. Với lại làm cho cái gốc nó ấm thôi. Mình lấy đồ mình bịch cái gốc cho nó ấm cái gốc thôi. Thì may ra cây nhiệt đới một số cây có thể sống được. Thảo thấy cây nhãn lá cũng vậy nè. Thì mình coi mấy cái lá dày dày có dầu á, thì nó sống được ở miền Bắc California. Chứ mình đừng có mua tùm lum nha, chết uổng lắm. Đừng có bỏ nó vô nhà kính nhỏ quá nữa, nó cũng chết luôn, nó ngợp. Cây nhiệt đới lá mình trồng sao cho nó thoáng, giữ nó đừng có cho sương muối xuống. Lạnh quá thì để nhà kính, mà nhà kính phải thoáng, phải bự ha. Đó, cây nhiệt đới khó trồng ở đây lắm. Bà con cô bác hạn chế trồng ha. Tìm hiểu cây nào trồng được hết trồng. Còn đây là cây mãng cầu nè. Thảo cũng lặt lá thì thấy ra đợt non đồ, thấy cưng lắm. Mãng cầu ở đây dễ sống, nhưng mà có một điều Thảo thấy là mùa đông lạnh á, cái trái không lớn được, nó đứng lại. Nên do đó thịt trong cái trái mãng cầu ít mà hạt nó nhiều. Với lại nó lặt lạt. Đó, mình trồng cho vui thôi, cái này mãng cầu do thái đỏ. Trồng vui 1-2 cây thôi ha bà con cô bác. Còn đây là cây cóc. Hồi bữa mua thấy vui, thấy chị bạn trồng được. Nhưng mà cái 2 năm đó chị bạn trồng là nó không có lạnh. Năm nay lạnh cây cóc của chị bạn cũng chết ngắt. Còn cây cóc của Thảo nè, vẫn còn hai cọng như cái dàn ná vậy. Cột cái dây ngang nữa là bắn cung được luôn. Bắn dàn ná được. Không biết sống không nữa, cũng còn xanh nữa. Thôi, không thích nữa luôn. Thôi mấy cây không chịu lạnh thì mình hạn chế trồng ha. Rồi nho thân gỗ thì trồng được lắm. Mã lầu có trái. Thôi giờ Thảo trồng mấy cây cam, quýt, chanh, tắc, bưởi. Trồng cho khu vườn đẹp mà có ăn nữa. Mà mình trồng đúng nơi, đúng dùng của nó đi ha. Rồi bữa nay Thảo quay video tới đây nha. Mai mốt Thảo sẽ đi đến nhà mấy người bạn có cây nhiệt đới. Thảo hỏi bà con trồng cây nhiệt đới rồi chia sẻ chi tiết hơn cho cô chú anh chị em biết về cây nhiệt đới trồng ở miền Bắc California ha. Ở miền Nam California thì cũng trồng được, nhưng mà bữa lạnh quá đó, cũng nghe mấy bạn nói chết nhiều lắm á. Chết tốn tiền lắm mà mắc tiền. Rồi bữa nay Thảo đăng video tới đây ha. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ nha. Hẹn gặp lại trong video mới của gia đình Thảo. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.